Hello mọi người, chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với cái video mới này của mình. Và ở trong cái video này, mình sẽ lại là một cái tutorial, một cái DIY mà mọi người có thể là tự làm cái giấy lau giày. Giấy lau giày ở đây nó khá là giống với cả một cái giấy lau giày của Crepe, đó chính là một cái Crepe White. Thì ở video này là mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm cái Crepe White. Thì đây chỉ là một cái bước chống cháy thôi. Khi mà mọi người không có Crepe White hoặc là mọi người không mua Crepe White thì mọi người có thể làm theo cách này của mình. Đầu tiên những cái dụng cụ mà chúng ta cần có thì chỉ xoay quanh cái ngôi nhà của các bạn thôi. Đầu tiên là mình sẽ dùng một cái ca chia ly thủy tinh. Nếu như các bạn không có thì các bạn có thể sử dụng cái cốc uống nước hoặc là một cái chậu, một cái bát hoặc là một cái gì đó nó bé thôi. Bởi vì là chúng ta không cần dùng quá nhiều. Và đây thì mình sẽ sử dụng cái cốc chia vạch thủy tinh 100ml và một cái thìa để có thể ngoáy cái cốc này lên. Một cái chai rửa bát của Sunlight hoặc là các bạn có thể sử dụng chai rửa bát của Mỹ Hảo hoặc là bất kỳ những cái chai rửa bát nào cũng đều được. Một chai cồn 90 độ, các bạn có thể sử dụng cồn 70 độ nhưng mà theo như cái tiêu chí là dùng những cái đồ màu mà mình đã có sẵn ở nhà ấy, thì ở nhà mình có cái cồn 90 độ này bởi vì là do dạo này dịch corona khá là nhiều. Mình thường mua cái cồn 90 độ này về để rửa tay cho nên là mình sẽ vận dụng luôn cái chai cồn này và một cái gói giấy ướt. Và về cái giấy ướt này thì mình sẽ mua cái loại 10 miếng. Nó có nhiều miếng hơn nhưng mà mình thì chỉ dùng 10 miếng thôi, xong rồi mình sẽ làm lại một lần nữa. Hoặc là các bạn có thể làm thêm một lần khoảng tầm tùy theo vào cái giấy ướt của các bạn. Mình sẽ sử dụng thêm một cái chai dung dịch của Crepe này. Đây là cái dung dịch làm sạch giày, mình sẽ đổ thêm một chút vào thôi để nó hòa tan vào. Nếu như mà các bạn không có thì thôi, không sao, không dùng cái này cũng được, không vấn đề. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng tiến hành những cái bước mà để có thể làm ra được một cái Crepe White này. Thì đầu tiên là cái giấy ướt này của mình sẽ bóc ra. Ở bên trong này nó có khá là nhiều nước ấy, các bạn cần phải bóp như này này để cho nước nó chảy hết ra. Và các bạn nên là bóp ở trong, các bạn sẽ để ở thùng rác hoặc là để ở một cái chỗ bồn rửa mặt như nào đấy, các bạn có thể bóp nó ra. Ở đây thì mình sẽ bóp tạm ra bàn để cho mọi người có thể hình dung rõ hơn. Sau khi mà cái giấy ướt này của mình nó khá là khô tương đối rồi, khoảng tầm 80-90% thì mình sẽ bắt đầu tiến hành pha cái dung dịch. Và về cái công thức của mình mà để làm ra một cái giấy lau giày thì nó là cái công thức riêng của mình, các bạn có thể biến đổi tùy theo các bạn. Mình sẽ sử dụng là 60% là nước, 20% là cồn 90 độ hoặc có thể là 70 độ và 10% là cái chai Crepe này. Các bạn có thể không dùng thì các bạn có thể tăng thêm cái gì đấy thì tùy các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái nước lau giày này thì vẫn nên cho vào. Và 10% là Sunlight nước rửa bát là ok. Thì đây mình sẽ cho tương đối vì mình sẽ chia tương đối. Thì cái can này của mình là 100ml nhưng mà mình sẽ chỉ cho nước đến khoảng tầm 20ml thôi. Ok. Mình sẽ cho nước rửa bát. Nước rửa bát thì mình sẽ cho khoảng tầm từ 2 đến 3 xìa sữa chua này là ok. Mình sẽ cho khoảng 2 thìa sữa chua là được. Sau đó thì mình ngoáy đều lên để cho nó lên thấy bọt. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng cái cồn này. Mình sẽ đổ, đây của mình lúc đấy là 25ml. Lúc ấy của mình là 25ml nước lọc. Thì bây giờ mình sẽ đổ thêm khoảng đến 40ml, sẽ thêm 15ml cồn nữa vào đây. Ok, các bạn ngoáy đều lên là được. Các bạn ngoáy đều cho nó hòa tan với nhau ấy. Và như vậy là cái công thức của chúng ta đã hoàn thiện được khá khá rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ cho cái một thìa Crepe Protect này để nó có thể là hiệu quả hơn. Nhưng mà nếu như các bạn không có thì không cần thiết phải cho vào đâu. Ok, các bạn ngoáy đều vào được. Các bạn ngoáy đều trong vòng khoảng tầm từ 2 đến 30 giây để cho cái hỗn hợp ở trong cái lọ này nó được hòa tan vào với nhau ấy, thì nó sẽ đạt được cái hiệu năng, cái hiệu quả tốt nhất có thể. Các bạn chỉ thấy là cái dung dịch khi mà cho ra thì nó nhìn nó trông nó cũng rất là bình thường, nó chỉ là sủi bọt lên bình thường đơn giản thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái giấy ướt này lên để mình cho đổ cái dung dịch này vào. Thì các bạn lưu ý là các bạn nên đổ từ từ, các bạn nên đổ từ từ để cho nó ngấm vào cái từng cái lớp giấy ướt này. Mình sẽ đổ dần dần vào đây. Các bạn đợi là nó sẽ ngấm gần dần vào là được. Và các bạn có thể đậy vào và đợi khoảng tầm từ 5 đến 10 phút là chúng ta có thể sử dụng được cái giấy ướt này rồi.
mà sau khoảng tầm 10 phút thì cái dung dịch đã ngấm vào cái gói giấy có thể rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra để có thể test luôn trực tiếp cho mọi người xem cái kết quả cũng như là cái hiệu năng mà mình vừa làm, xem nó tốt như nào. Mình sẽ dùng một cái tờ giấy gấp này để có thể lau qua lau lại, các bạn có thể thấy là nó sạch, sạch đi rất là nhiều luôn. Mình thấy ở đây là cái này của mình nó hơi bị nhiều nước một chút. Và nếu như mà mọi người có làm ấy thì mọi người nên giảm bớt nước đi khoảng tầm từ 50 đến 40% là nước, rồi còn lại là những cái chất khác. Mình sẽ lau, các bạn thấy lau đây là cái phần đế dây này của mình nó sạch đi rất là nhiều rồi đúng không? Mình sẽ lấy ví dụ luôn chính cái đôi Vans Style 36 của mình. Các bạn thấy ở đây là rất là nhiều cái phần màu xanh. Mình sẽ dùng cái giấy này để mình lau. Thì đây cũng chỉ là một cái cách để mọi người có thể là tiết kiệm được một cái khoản nào chi phí của mình thôi. Và bây giờ mình sẽ lau lại cho mọi người xem về cái phần này của mình nó sạch đi rất là nhanh. Các bạn thấy ở đây là rất là nhiều những cái đốm cam. Đây là cái đốm của những cái cà phê mà mình bắn vào. Mình sẽ lau mạnh thì là nó sẽ sạch đi rất là nhiều. Thì cái này chúng ta có thể lau chống cháy thôi. Nó chỉ là một cái cách để mọi người có thể lau giày khi mà mọi người không có được cái, không kịp đánh giày, hoặc là mọi người có cái việc gì đó bận mà không thể có thời gian để đi đánh giày, đi spa, thì mọi người nên dùng cái bước này khá là ok. Và mọi người có thể thấy là cái phần đế giày này của mình nó cũng sạch khá là tương đối rồi. Và mọi người lưu ý ấy, là mọi người nên đánh dấu cái giấy ướt này vào là cái giấy lau giày, hoặc là mọi người có thể đổi hoàn toàn cái packing của nó, nghĩa là trang trí một cái cách khác. Chứ còn nếu như mà để như này nhưng mà lau lên mặt thì thôi, xác định luôn mọi người ạ, là hỏng hết mặt đấy, các thứ hỏng hết chân tay các thứ luôn nếu như mà lau nhầm. Và như vậy là mình cũng đã chỉ cho mọi người xong cái cách mà mọi người có thể tự làm cái giấy lau giày ở nhà rồi. Nhưng mà mình có một cái lời khuyên cho mọi người là nếu như mà mọi người làm ấy thì mọi người nên bớt đi nước một chút. Và chẳng may là mình làm nó hơi bị nhiều nước cho nên là nó không được nó vào, cho nên là nó hơi bị chảy bọt ra ngoài. Mọi người chỉ cần giảm bớt nước đi một chút là ok. Thì đây chỉ là một cái bước chống cháy thôi, chứ không hẳn thể nào có thể thay hoàn toàn được cái cách mà các bạn spa giày. Cho nên là các bạn nếu như mà các bạn không có cái crepe wire ở nhà để có thể lau giày thì có thể tự làm như mình. Cái dụng cụ này mình nghĩ là ở nhà bạn nào cũng sẽ đều có rồi, bao gồm là nước rửa bát cồn 90 độ hoặc là 70 độ, hoặc là một cái ca để pha như này là được. Các bạn có thể sử dụng cái số lượng giấy ướt nhiều hơn, giống như là 10 miếng, 20 miếng, 30 miếng thì đấy là tùy do các bạn, và cái công thức sẽ phải biến đổi thêm. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hữu ích thì mọi người nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình để mình có thể có thêm động lực cho những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.